Xin chào tất cả anh em ha, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của em. Thì lô này em lên cho anh em phải gọi là siêu khủng luôn. Nếu anh em thấy cái hình em bè em đó, 23 con máy nha anh em, máy 2 thì, máy bơm nước và có máy Honda, máy 4 kỳ, có con cuối cùng là con máy đeo lưng, máy ba lô ha, hay còn gọi là máy cần mềm đó. Hôm nay phải gọi là cực kỳ nhiều máy luôn anh em ơi. Em nhìn sơ qua thì hàng trên này 32 ly, 34 ly đều có ha. Bơm nước thì có 3 con 40 ly và 1 con 34 ly, hàng cho mình xài gia đình. Hàng giữa là có 34 ly, ở đây có 1 con đồng 37 ly anh em, hàng siêu khỏe luôn. Echo chụp giật trợ lực và có 1 con cơ Matsu G2K, áo cực kỳ đẹp luôn anh em, hàng như mới luôn đó. Rồi hàng dưới thì có Stin 26, một cặp Honda 35 ly, con Mitsubishi TU26 và 1 con cuối cùng là con máy đeo lưng ba lô Echo 315 ha, chụp giật trợ lực luôn, hàng xịn sò. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em ha, 0917414042, số gọi là số Zalo luôn nha anh em. Kênh của em là cửa hàng Mai Văn Tèo ha, bên em là bao ship tận nhà, không cần lấy cọc trước và anh em được kiểm tra hàng trước khi nhận luôn. Rồi em vô thẳng cái con đầu tiên là con H1 luôn ha anh em. Nếu anh em thấy hay hợp lý thì anh em nhớ cho em một nút đăng ký kênh, một cái dấu like ha, cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi con này nồng 32 ly ha, 23cc, chụp giật trợ lực luôn nha anh em, giật nhẹ nhàng ha, le đỏ tự động lại xăng luôn ha, quá trời đã luôn anh em ơi. Gọn nhẹ, giật nhẹ nhàng mà le tự động, một cái le phải gọi là cực kỳ lợi xăng mà lại tiện ích cho mình nữa. Mình chỉ cần đóng le mình lên ga thôi là tự động le nhảy về cho mình luôn. Bình xăng này zin theo máy luôn nha anh em, tum liền, tum nhựa ha. Con này nữa công tắc em sẽ gắn ở đây cho mình nha. Rồi con này là tay ga, lắp đầu bò đầy đủ hết luôn ha, chốt hàng đi luôn nha anh em. Thì con này là phù hợp cho anh em, là cho mua cho chị em phụ nữ ở nhà, hoặc là cho bác mấy bác lớn tuổi này kia đó, là xài là ngon lành cành đào hết luôn á. H1 giá 1.550.000, cái giá là một cái hợp lý cực kỳ luôn. H2 là con Shingu. Chiều 6 là anh em đã có một con máy 34 ly 26cc mà chụp giật trợ lực nữa, nguyên bản của Nhật Bản hết luôn nha anh em, hàng là nguyên zin của Nhật luôn, nguyên cây luôn nha, còn là nguyên cây của Nhật hết luôn á. Shingu nồng 34 ly 26cc, chạy chế zin, bình xăng zin theo máy luôn ha, tum liền, tum nhựa ha anh em. Con này thì công tắc trên di động đây. À, anh em lưu ý đây nha, ở đây là anh em bật ha, anh em bật ngược là mở nha, tại vì hai cái này là tiếng Nhật không mà, nếu mà anh em không có lưu ý là anh em nhiều khi không biết đường để mình bật tắt ha. Rồi bộ tay zin thì nữa em sẽ gắn thêm cho anh em cái dây ga đây nha, chứ cái ga này nhiều anh em khó xài lắm. Lắp đầu bò trắng cỏ zin theo máy ha. H2 giá 1.600.000. H3 là con Gobin. Em nó ngắn gọn nhưng mà đầy đủ cái thông số cho anh em luôn. Ví dụ như là piston nè, công suất và cái số, cái cân nặng của máy. Còn hình dáng thì em diễn tả thôi, chứ anh em nhìn là anh em cũng thấy được cái hình dáng của nó rồi ha. Nó ít nhưng mà sẽ là đầy đủ thông tin cho anh em. Con này là con Gobin, nồng 34 ly, 26cc ha anh em. Bình xăng zin theo máy nha, chạy chế 2 kim, áo màu đỏ đây như trong hình ha. Thì con này nó nặng khoảng 4,5 kg thôi nha anh em. Máy siêu nhẹ luôn, mà công suất phải gọi là hàng khủng nha. 34 ly, 26cc lần. Công tắc nằm ở đây ha, anh em gạt lên là mở nha, mình đẩy xuống là tắt ha, mình lưu ý chỗ này nha. Tum liền, tum nhựa. Con này đặc biệt một cái là chạy ga hai chế độ ha, tại vì có ga nè, nhưng mà tại vì em chưa có gắn vô thôi, em gắn vô là đầy đủ cho anh em luôn, vừa bóp lại vừa giữ luôn ha. Láp trắng cỏ đầu bò zin theo máy hết luôn nha anh em. H3 giá 1.650.000 ha. H4 là con Magu. Okay. Rồi
Rồi con này nồng 32 ly ha, 23cc, chụp giật trợ lực luôn nha anh em. Một cái đặc biệt của con này là nó có viền đen đỏ nha, cực kỳ đẹp luôn anh em, cực kỳ ấn tượng luôn. Bình xăng Gin theo máy ha, chạy chế Wambago nha anh em, một cái chế phải gọi là cực kỳ lợi xăng luôn. Và con này nặng khoảng 4,5 kg thôi nha anh em, cực kỳ nhẹ luôn ha. Đặc biệt hơn là con này tum gời tum nhôm, anh em nào có đang có nhu cầu mà tháo đồng mới các xịt thuốc là con này là hợp lý luôn ha. Rồi gai giữ bộ tay Gin ha, lắp thắng cỏ đầu bò đầu Gin theo máy hết luôn. Con Magu thì trọng độc sẽ có dập mắt in da băng cho mình luôn, và lóc bao đẹp luôn nha anh em, sẵn quay đầu quay lóc cho anh em luôn ha, xuất sắc luôn, này phải gọi là hàng xuất sắc luôn nha. Áo đẹp tum gời mà trong lóc thì bao đẹp luôn ha. H14 giá 1,7 triệu, H5 là con Makita. Dây giật quá trắng luôn ha anh em. Rồi con Makita ha, nòng 34 ly, 26cc, chụp giật trợ lực luôn ha. Bình xăng Gin theo máy mà còn trắng luôn. Họng là họng cổ cao nha, cực kỳ dễ đấu xăng luôn anh em. Đặc biệt là chạy chế le đỏ tự động ha, cực kỳ lợi xăng và tiện lợi luôn, giống như cái con cơm Matsu đầu tiên em giới thiệu cho anh em đó. Le lợi, con là chế là chế lợi xăng mà le tự động nữa ha. Tum liền, tum nhựa ha. Đây chữ Makita đây, công tắc nằm ở đây ha anh em. Con này hiện tại là tay đơn thì anh thì khi đi chốt hàng cho anh em á thì em sẽ thay lại cho anh em tay đôi để cho anh em dễ xài dễ dùng. Chứ tay đơn mà anh em xài không quen là cực kỳ dễ mỏi luôn. Lắp đầu bò Gin theo máy hết luôn ha. Con này là nguyên bản 100% nha anh em. H5 giá 1,8 triệu ha. H6, H7, H8 là ba con bơm nước cho nên em sẽ tách chung luôn. Nó cùng thông số hết. Rồi ba con. Rồi ba con bơm nước đều thông số đều như nhau nha anh em. Nòng là 40 ly, 40cc. Anh em nội nghe bít tông là công suất thôi là anh em biết cái độ khủng của nó rồi đó ha. H6 thì nó áo màu cam. Cái đầu bơm cũng là áo một, cũng là màu cam luôn ha anh em. Thì ống vô ống ra là ống 34 hết luôn ha. Đây thông số. Con này là nó hút 25 mà nó xả tới 42m nha anh em. Con màu cam. 1 phút là nó hút được 130 lít 1 phút. Con này thì em đã qua IC cho anh em mà, cho nên anh em yên tâm đừng có sợ bị chết lửa hay chân ha. Thường Gin nó là mua lum gọi là vít lửa đó ha. Cái này thì em qua IC cho anh em cứ yên tâm mà dùng, không có sợ chết lửa tầm bậy tầm bạ, dính nước này kia thì anh em cũng đừng sợ. H7 cũng vậy. Hút 25 mà con này nó xả tới 45 đang nghe anh em. Hút 25m xả 45m 1 phút cũng là 130 lít 1 phút ha. Nó cũng tương đương nhau anh em ơi. Còn cái thông số thì nó cũng chênh lệch không có nhiều, tại vì cái công suất của nó như nhau mà, đều là 40 ly, 40cc. Rồi con này em cũng đã quay IC cho anh em luôn rồi nè ha. Anh em cứ yên tâm đừng có sợ bị chích lửa. H8 cũng vậy. H8 thì nó hơi khác chút xíu. Hút 25 cũng là xả 45m, nhưng mà 1 phút là nó hút được 140 lít 1 phút ha. Đây bơm Cosin còn chữ Made in Japan luôn. Ba con bơm này là đều họng là họng 34, ga 34 luôn nha anh em ha. Rồi con này em cũng quay IC cho anh em luôn rồi nè. Yên tâm mà dùng ha anh em. Hàng bao mạnh bao khỏe cho anh em luôn, và bao bền cho anh em luôn, không có sợ bị chích lửa tầm bậy tầm bạ ha. Rồi H6 1,7 triệu, H7 1,7 triệu, H8 1,7 triệu. Ba con đồng giá, mỗi con 1,7 triệu hết. Anh em lấy con nào cũng được nha, như nhau hết luôn á.
H9 là con Gobin bình xăng dưới ha. Dây giật là trắng như mới luôn ha. Dòng này hiệp nào cũng là siêu đẹp chứ. Nó có hai phiên bản, một là cái màu vàng, một cái màu đỏ, một cái màu đen, là đa thăng thông dụng nha anh em, còn mấy cái màu khác thì thường ít khi gặp lắm. Quá đẹp luôn ha. Bình xăng dưới nè. Còn trắng tinh luôn anh em, chụp giật còn chữ Made in Japan luôn. Con này nòng 34 ly ha, 26cc. Công tắc nằm bên hông nè, on, off nè. Bình xăng dưới thì nó sẽ cực kỳ lợi xăng cho mình luôn ha. Anh em nào mà chủ yếu là bơm mương, bơm ruộng này kia, đồ nương gãy này kia đó, thì lấy mấy con bình xăng dưới này cho nó nhẹ mà lợi xăng nữa ha. Con này thì nó hút 25, nó xả 35m ha. Một phút là nó hút 110 lít một phút. Họng vô họng ra cũng là họng 34 luôn nha anh em ha. Quá đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn ha. Đẹp nhất nách luôn. Đây, ga nằm trên đây ha. Rồi, H9 giá 1,6 triệu ha. Đẹp xuất sắc luôn. H10 là con bơm nước hay con cắt cỏ ha. Rồi con này nòng 34 ly ha, 26cc, bình xăng zin theo máy nha anh em. Chụp giật ốc, chụp giật còn trắng tinh luôn. Quá đã luôn. Chạy chế zin theo máy ha. Con này áo màu hồng mà hồng lợt nha anh em. Bô còn đẹp luôn, chưa bị gỉ nha. Tum liền, tum nhựa ha. Rồi con này đặc biệt một cái là ga bóp zin của Magu và công tắc trên di động luôn, cực kỳ tiện lợi cho anh em luôn. Bộ tai zin, láp đầu bò zin theo máy luôn ha. H10 giá 1,9 triệu zin nguyên bản nha. H11 cũng là Magu 26-34 ly ha. Rồi, con này cũng là 34 ly ha, 26cc. Nhưng mà con này áo màu vàng anh em, nhìn nó tươi hơn cái con màu hồng nãy, nó lọt quá. Bình xăng zin theo máy mà còn trắng tinh luôn ha. Chạy chế quanh bờ gồ luôn nha anh em. Cực kỳ lợi xăng luôn. Tum liền, tum nhựa ha. Rồi con này cũng là ga bóp zin của Magu luôn nha anh em. Cực kỳ dài và cực kỳ dày dặn luôn. Anh em bóp thì cứ nhẹ nhàng bóp lắm, tại vì nó có chiều dài nè anh em. Là nhựa này, nhựa của Nhật. Anh em cứ yên tâm mà dùng, không có sợ bị gãy ha. Rồi công tắc nằm ở đây, hên lắm mới có được bộ bóp zin nha anh em, chứ đa phần thường là bóp chữ không à, ga chữ không à. Láp đầu bò trắng cỏ zin theo máy hết luôn ha. H11 giá 2 triệu. H12 là con Hitachi. Tiếng máy quá khủng anh em ơi, nghe nổi nó hét không thấy giật mình này. Nòng 37 ly, 33cc, bình xăng dưới nha. Vừa khỏe mà lại vừa lợi xăng cho mình nha. Do xăng ở dưới nó hút lên nè ha, thì nó sẽ lợi hơn là trên thả xuống. Chạy chế hai kim. Tum rời, tum nhôm luôn ha anh em. Đây, bốn con ốc anh em tháo ra thành tum rời ha. Công tắc nằm ở đây ha, còn được up L xịn luôn. Con này là ga bóp zin luôn nha. Bóp cũng hai chế độ nữa, mà của Nhật luôn nha, của nguyên bản của nó luôn.
lắp đầu bò ghim theo máy hết luôn ha. Anh em đọc kiếm con máy lớn mới khỏe mà để đi cắt cỏ cứng cỏ dày đó thì hốt ngay con này cho em, cực kỳ khỏe luôn. Nghe anh em nghe tiếng máy không thấy phá gì đó. H12 giá 1,7 triệu ha. H13 là con Gobin. Thằng Gobin hình dáng này nè anh em, là cái kiểu như là cái bô của nó là anh em sẽ có thêm một cái phần cách âm. Bởi vì anh em nghe cái tiếng máy nó cực kỳ ấm luôn anh em, cực kỳ nhỏ luôn, phù hợp cho mấy anh nào mà thích xài máy cắt cỏ mà không có thích, không có tiếng máy nó thường đa phần nó lớn đó, thì con này sẽ có thêm một phần, bộ phận cách âm cho anh em nữa, thì phù hợp cho mấy anh mà thích tiếng nhỏ nhỏ nhẹ thôi ha, không có cần lớn quá ha, là anh em nên chọn những con như thế này. Nồng 34 ly, 26 cc, phải gọi là hàng khủng của dòng máy cắt cỏ gia đình nha anh em. Chụp giật còn chữ Made in Japan luôn. Đây, vừa là Gobin mà nó cũng là hãng Makita, thì anh em nào quen á, thì anh em gọi là Gabit này nè, là dòng Gobin. Còn với thằng con em nào thấy cái này thì anh em gọi là Makita cũng được. Tại vì thằng này với thằng Makita hình dáng như thế này nè là chung một hãng nha anh em, tùy theo cái thời điểm mà nó ra cái tên thôi, chứ nó cũng chung một công ty mẹ thôi ha. Bình xăng này zin theo máy nha, họng cổ cao, chạy chế 2 kim, tum liền mà tum nhôm nha, cực kỳ chắc chắn luôn. Phía sau dập chữ Gabit cho bá nè, dập nổi luôn nha. Đó, anh em gờ cho anh em sẽ thấy nó nhám nè, tại vì nó nhô lên khúc nè. Công tắc trên di động luôn. Láp đầu bò trắng cỏ zin theo máy hết luôn nha. Con này là zin nguyên cây 100% mà nó ra bóp cái nữa đó. Quá đã luôn nha anh em, xuất sắc luôn ha. H13 giá 1,650 triệu, tới cái giá và cái hết hồn nè. H14 là Mitsubishi. Mạnh quá, xây cái nắp luôn nè, quá dữ luôn ha. Nồng 32 ly, 23 cc, chụp giật là có hỗ trợ giật nha, giật nhẹ nhàng. Bình xăng zin theo máy mà còn trắng tinh luôn. Cái chế mới là cái xịn sò nè, chạy chế 2 kim mà le đỏ tự động nữa, quá trời ngon lành luôn, cực kỳ lợi xăng cho mình luôn ha. Thì cái dòng Mitsu này nó nặng khoảng 4,5 kg thôi nha anh em, tum liền ha, tum nhôm chắc chắn luôn. Con này nếu là tay đơn thì em thì nữa em ngày mai em sẽ làm lại cho anh em bộ tay đôi cho nó dễ dùng, chứ thế này anh em khó xài lắm, nó xài không quen, nó kiểu như nó lệch lạc chứ của mình lắm ha. Rồi láp đầu bò trắng cỏ zin theo máy hết luôn nha. Rồi trong lốc có dập chữ Made in Japan cho anh em luôn, hàng Mitsu mà phải có cho anh em ha. H14 giá 1,7 triệu nha. Anh em nào mà thích xài Mitsu thì nên lấy những con như thế này, 2 kim, le tự động, trong lốc có dập Made in Japan nữa, để cho anh em về kiểm tra cho nó chắc cú đó. H14 giá 1,7 triệu ha. H15 cũng là Mitsu mà này TL231 nha anh em. Nó xịn hơn con 23 con MTB nãy. Rồi, nồng 32 ly, 23 cc thì nó thông số cũng như nhau thôi. Nhưng mà nó khác một cái, nó là hãng Mitsu mà tên L. Còn kia Mitsu là của hãng TB. Nghe nó khác nhau là khác chỗ đó thôi. Chụp giật là trợ lực nè. Chạy cũng là chạy chế 2 kim mà le đỏ tự động luôn nha. Ha. Tum gời, tum nhôm luôn nha anh em. Ha. Đặc biệt lúc này, anh em nào mà tin tưởng hàng xài Mitsu đó, thì anh em nên lấy những con như thế này. Có tum gời thì phù hợp cho mấy anh mà có bơm, có thêm cái ống vô, cái gắn vô cái thuốc đó. Ha, đặng mình tháo cái này ra mình sẽ thuốc mới được. Công tắc nằm ở đây ha. Rồi con này chụp mua đem đây, TL231 đây ha, có số xe ghi đầy đủ cho mình luôn, và trong lốc lại có chữ Made in Japan luôn, lốc còn đẹp cực kỳ luôn nha anh em. Em quay nó hơi tối mà đẹp vậy đó, tại vì em quay ngoài đường anh em, nó hơi tối xuống rồi đó. H15 giá 1,8 triệu ha. H16 là con Echo Kyogit. Thank you.
Rồi những con nào mà tay đơn như thế này thì em sẽ tháo ra em gắn lại cho anh em tay đôi hết luôn nha. Cái đó là em quy ước riêng cho anh em ha. Còn anh em nào muốn nguyên bản như thế này thì lúc mà anh em chốt máy thì anh em nhớ nói với em là để nguyên cho anh em ha. Chứ để với em không biết là em thay hết cho anh em. Tại vì đa phần thôi là anh em sẽ dùng tay đôi nhiều hơn là tay đơn. Tại vì tay đơn rất khó xài. Nếu anh em quen thì nó sẽ dễ, còn không biết là cực kỳ khó xài luôn. Con này nồng 34 ly ha, 26cc. Rồi con này là chụp giật trợ lực nghe anh em ha, đề mới nha, gọn nhẹ cho mình ha, mà nó gọn cực kỳ luôn mà vẫn là hỗ trợ giật cho mình. Tại vì nó có trợ lực mà. Bình xăng này zin theo máy nha anh em, chạy là chạy chế zin, chế một kim nha. Thường anh em nói ủa sao tao không thấy chỗ chính xăng mày? Đây nha anh em, chỗ chính xăng nằm chỗ này nha. Ha, hai kim thì nó sẽ có thêm một cái lò xo nằm ở đây, còn một kim là anh em chỉnh trên đây giùm em. Ha, trên này dính dẹp nè, em để ngón tay nè. Ha, là anh em chỉnh xăng chỗ này giùm em nha. Tum liền mà được cái là tum nhôm nha. Echo 2650, dòng máy hư dữ của Echo nha anh em. Công tắc trên di động. Đó, tay thì ngày mai em sẽ thay cho anh em tay đôi nha. Láp đầu bò trắng cỏ zin theo máy nha. Rồi con này là zin nguyên bản 100% cho mình luôn. H16 giá 1,8 triệu ha. H17 Echo Kill Git luôn. Rồi con này nồng 34 ly ha, 26cc. Nó khác cái thằng H16 á, là chụp giật con này là có dây thiều nha anh em. Ha, bây giờ anh em nhìn cái ổ giật chà bá nè. Bình xăng con này còn zin mà còn trắng tươi luôn nha anh em. Bình xăng như mới trong thùng mới ra luôn. Chạy chế zin nha. Tum liền, tum nhôm. 265 ha, cũng là một dòng máy hệ của thằng Echo nha anh em. Ga giữ ha. Công tắc trên di động. Bộ tai này zin theo máy luôn nha anh em. Láp trắng cỏ đầu bò ha. Đây trên cái chữ trên tay nó có chữ stop nè. Anh em đẩy lên là tắt ha, đẩy xuống là mở nha. Mình lưu ý chỗ này ha. H17 giá 2 triệu ha. H18 là con Komatsu G2K. Rồi con này nồng 34 ly ha, 26cc. Cái dòng máy G2K này nè thì Komatsu nó có nhiều hãng, nhiều hệ nha anh em. Tên Komatsu là cái tên chung. Còn cái nhiều hãng con khác đó, cũng như là tên cha, tên mẹ mà đẻ ra nhiều đứa con đó, thì thằng này là cũng như là con riêng của thằng Komatsu vậy đó. G2K ha. Bình xăng này zin theo máy mà còn trắng nè anh em, cực kỳ trắng luôn. Chạy chế hai kim nha. Công tắc nằm trên đây ha, gọn, ấn vô cái là tắt thôi. Nó có cục thun bảo vệ nữa. Bởi vì anh em xài mà lỡ như đang cắt mà trời mưa là anh em không có sợ bị nó mát tầm bậy nha. Cực kỳ hay luôn ha, thun nhỏ thôi chứ hay lắm. Tum gời, tum nhựa nha anh em. Mình có thể tháo đầu máy ra xịt thuốc. Mà cái dòng này anh em mà gắn xịt thuốc phải chạy là 3 cái thùng luôn. Hư dữ luôn anh em, cực kỳ khỏe luôn nha. Rồi con này tay nó bị gãy thì nữa em sẽ thay lại cho anh em tay khác nha. Yên tâm mà xài ha. Láp đầu bò zin theo máy nha. Nó còn chữ BC265. BC là ký hiệu của dòng Komatsu nha, là dòng máy mẹ đó. Mấy mẹ mấy cha đó, nó mới đẻ giống mấy con như thằng này ha. H18 giá 1,9 triệu ha. H19 là con Chatin, dòng này dòng của Đức xuất Nhật nha anh em. Lên ga quá mướt luôn anh em ơi, nghe là anh em lên ga mà lên ga cứ như anh em vừa vượt chạy phải không, anh em lên ga một cái một đó mà nó không bị tắt ngang do thiếu hụt xăng đó, là cái con này lên ga nó mướt cực kỳ luôn. Nồng 34 ly 26cc, anh em thấy em gọi đèn nhưng mà đèn nó bóng áo nè, quá trời đẹp luôn anh em ơi, xuất sắc luôn nha. Tại vì tối cho nên em dùng thêm một cái đèn khác nữa để gọi cho thấy con máy rõ ràng nè. Bô còn trắng chưa bị gỉ luôn ha.
chạy chế hai kim dinh luôn anh em. Dòng này là dòng của Đức xuất Nhật nhưng mà nó qua Nhật đã lâu rồi, giống như nó vô thị trường của Nhật rồi, giống như là cái bộ phận, giống như cái người nhập cư vậy anh em, giống như là người nhập cư mà dù người Việt Nam mà qua Mỹ rồi là nhập cư thời gian là hành của thằng người Mỹ luôn vậy đó. Thì thằng này cũng vậy, người Đức xuất Nhật nhưng mà nó qua Nhật lâu rồi thì người ta cũng quen với con này gọi là của máy Nhật thôi, chứ không có ai mà quen gọi là Đức chân á ha. Rồi le nằm đây nha anh em, lưu ý giùm em ha, anh em đẩy lên là đóng, đẩy xuống là mở nha, nó nằm phía sau mở thuận nha chứ không nghịch nha, lên là đóng xuống là mở như bình thường đó, tâm liền ha. Ốp ốp eo anh em, chữ steel luôn nè, ốp eo gin luôn nha, đặc biệt là ga bóp ha, và công tắc trên di động luôn, top là tắt ha, ganh là chạy nha, đây ha, bóp nè, láp đầu bò gin theo máy luôn nha. Với còn lại con này là chạy bộ tay, là bộ tay lợt nha, phù hợp cho mấy anh nào mà cắt trong thời gian dài đó ha, là cực kỳ đỡ mỗi tay luôn nha ha. H19 giá 2,2 triệu, anh nào mà cắt cỏ mướn rồi hốt mấy con này đi, cực kỳ bền luôn, không sợ hư lật chặt mà sửa tới sửa lui. H20 với H21 là hai con Honda ha. Rồi thì hai con này là anh em nhìn hình dáng ngoài thì anh em sẽ thấy nó giống hệt nhau, không có khác gì hết, nhưng mà anh em nào xài thì anh em sẽ thấy nó khác là cái con H20 là nó 40 ly, con H21 nó 35 ly, hình dáng nó như nhau, nó không có khác cái gì hết. Anh em nhìn ra phía sau tum thì H20 là cái tum nó lớn hơn H21, 21 tum nhỏ, H20 là tum lớn ha. Cây láp cũng vậy, 20 nó to hơn 21. Đây anh em nhìn anh em cũng sẽ thấy ha, là nó có sự chênh lệch. Thì cái thằng H20 là 40 ly, H21 35 ly, thì công suất cũng sẽ khác nhau, thằng này sẽ khỏe hơn thằng này chút xíu. Thì H20 là nó 2,3 triệu, H21 là 2,1 triệu ha. Rồi xăng riêng, nhớt riêng là anh em là xăng là xăng 95 nè, nhớt là nhớt xe máy nè, nó giống như chiếc xe Honda vậy đó, mà anh em là phiên bản nhỏ thôi thì anh em chạy anh em nhớ thay nhớt giùm em, để không hồi mất công nó hư máy, tại vì 4 thì mà nó phải như 2 thì mà anh em. Xăng riêng nhớt riêng thì ô xăng chung là anh em pha chung, anh em đổ xài hết là thôi đâu. Con này á, là anh em phải chạy là anh em phải canh là một khoảng thời gian là mình thay nhớt nha ha, chứ để hồi đã hư máy nha ha. Mà nó tiện lợi một chỗ là anh em không cần pha nhớt, dành cho mấy anh mà mới xài máy ha, là chưa có biết tỷ lệ pha với lại sợ quên đó, thì nên xài những con 4 thì này ha anh em, cho nó chắc cú. Còn anh em nào mình xài quen rồi mình hãy xài 2 thì ha. Rồi H20 hai con đều là ga bóp gin hết nha anh em, đây ha, công tắc trên di động, top là tắt ha, ranh là chạy nha, con này cũng vậy, top là tắt nè, ranh là chạy nè ha. Rồi láp đầu bò gin theo máy nha, trên láp có chữ Honda luôn ha. H21 chạy chế một kim, H20 chạy chế hai kim, đây ha. Rồi hai con đều là 4 thì lúc nào cũng vậy anh em, giật cực kỳ nhẹ luôn, giật nhẹ nhàng chứ không có như máy 2 thì ha, 2 thì phải có trợ lực nó mới nhẹ, còn 4 thì lúc nào cũng vậy, con nào cũng vậy, giật lúc nào cũng nhẹ nhàng hết ha. Rồi H21 giá 2,1 triệu, H20 giá 2,3 triệu. H22 là con Mitsu TU26 ha. Quên bấm xăng. Gam ti nghe quá đã luôn em ơi, mà anh em nhớ lưu ý nha, đừng có giống như cái ông vừa hỏi giật của em,
quên bơm xăng, giật hoài sao chạy được. Anh em nhớ nha, xăng pha nhớt mình đổ vô rồi thì mình nhớ bơm xăng để cho xăng nó lên. Đây ha, cái chỗ bơm xăng. Khi mà anh em bơm rồi thì anh em nhớ đóng e gió là giùm em. Giật chạy rồi thì mình thả mở e gió ra nha. Mà giật chạy rồi thì anh em nhớ mở nha, chứ anh em giật chạy mà anh em đóng kiểu này hoài là một hồi đã ngợp xăng, là mệt mình nữa ha. Bình xăng này zin theo máy nha, còn trắng như mới luôn. Áo nè, phải gọi là bao đẹp luôn. Con này mà anh em để vô cái thùng nữa nhức nách luôn. Đặc biệt tum gời tum nhôm luôn. Ông em anh em thấy cái ốc tum không? Còn trắng tinh luôn em, trắng len can luôn nha. Nó có thêm một cái mẫu làm điểm nhấn nữa là quả xuất sắc luôn. Ga dữ. Ga dữ nhưng mà kéo khá là nhẹ nha anh em. Ha, công tắc trên dây đông, y là mở, o là tắt, phía trên là có chữ chỉ stop nè. Bộ tay zin, láp đầu bò zin theo máy nha. Ốc nè, còn trắng tinh luôn. Quá đẹp. Này thêm một cái thùng nữa là quá xuất sắc luôn. H22 giá 2,3 triệu ha, 34 ly 26cc. Cuối cùng là H23 Echo Kiowit ha. Rồi, con cuối cùng trong cái lô ngày hôm nay, Echo Kiwit nòng 36 ly 31cc, Echo 315 ha anh em. Ha, chụp giật trợ lực luôn nha anh em. Đây một cái ổ chà bá luôn, có giày thiệu luôn nha. Bình xăng zin theo máy, bình xăng này cũng khá là to, còn trắng tinh luôn anh em. Ôi ơi quá đã luôn anh em ơi. Xuất sắc, ngon lành cành đào luôn. Bô cũng chưa bị gỉ luôn nè. Còn bóng luôn ha. Chạy chế zin nè, tum gời tum nhôm mà cứng sơn anh em. Quá đẹp luôn anh em ơi, quá đã luôn anh em ơi. Ngon lành cành đào luôn, tem mát còn đầy đủ nè. Kiwit 315B nè. Dây đeo phải gọi là hư dữ luôn, dây đeo zin luôn nè. Ốp còn xịn còn mềm luôn nè. Ha. Thêm một cái hay của con này là nó có thêm một cái chỗ để mình để cùi chỏ nha. Đây anh em để cùi chỏ này anh em lên gà. Ha, nó sẽ đỡ mũi tay cho mình nha. Cực kỳ hay luôn, một cái nhỏ nhỏ gì thôi nhưng mà nó cực kỳ tiện ích luôn ha. Rồi, ga giữ, công tắc đây ha. Rồi, tay cầm, láp trắng cỏ đầu bò đầy đủ hết luôn. Zin nguyên bản 100% mà còn đẹp gì nữa anh em. Quá đã luôn ha. Rồi H23 giá 2,7 triệu ha. Rồi anh em chốt máy liên hệ số điện thoại của em nha. Chào tất cả anh em ha.